Welcome cả anh em trở lại kênh DHBG của mình hôm nay. Tiếp tục với game Xe ơi đừng sợ thì video mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng ngày 3 và ngày 4. Ngày hôm nay thì anh em nông dân chú ý cho mình mấy cái quan trọng sau đây. Đầu tiên hôm nay anh em chú ý cho mình về phần code. Thì hôm nay 5 giờ trước nó vừa thêm một code mới. Xen VIP 9 AI. Chữ Y là chữ gì? Hạn sử dụng mồng 6/6 chỉ trong vòng 1 tuần thôi. Còn nhiều anh em hỏi là mua gói vé ăn giờ đâu, à nhầm, vé vô hạn ở đâu thì nó trong phần web lạp, đấy là trang lạpful.vl, rồi anh em chọn game Mèo Xe ơi đừng sợ, nó là phần gói chiêu mộ. Đây nó sẽ có hai gói, đầu tiên là gói 100 full tương đương với gần 50k vô hạn chiêu mộ lệnh cộng với linh đan tăng bậc 200. 50k thì anh em chỉ được vé vô hạn quay tướng thường thôi, nó sẽ không có tướng thần ma tư chất 7. Và gói 100k 200 full vô hạn chiêu mộ lệnh cao, cao nhất có thể chiêu mộ tướng thần ma tư chất 7 và đan tăng bậc 200. Đây anh em chú ý cho mình về phần code cộng với vé chiêu mộ vô hạn. Tính ra đầu game anh em lạp mà mua hai vé ngoài kia là có hai con rồi, code một con này, trong game đi map được thêm một con nữa, tổng cộng là có bốn con. Bốn con anh em quay ra ấy là thiếu một con lên 10 sao. Khi mà anh em lên 10 sao rất là ngon, tí nữa mình sẽ nói chi tiết cho anh em sau. Đầu tiên anh em chú ý cho mình mấy con quái một mắt. Đó là cái sự kiện mèo công thành. Đây em click vào công thành. Claim nhớ nhầm là 5 tiếng nó sẽ reset một lần mới. Và reset thì nó sẽ reset luôn lần anh em đánh quái. Kiểu như là cứ mỗi lần ấy thì nó ra 5 quái anh em không đánh ấy, coi như là phí lượt lên ấy, ra cái anh em đánh luôn cho mình. Còn về đánh này, một là anh em ra ngoài sảnh anh em click từng con một đánh, hai anh em click vào cái công thành anh em ấn vào khiêu chiến thì nó tự động đưa đến quái luôn. Đây làm cho anh em xem luôn, anh em click vào đi khiêu chiến đấy thì nó sẽ đưa đến một quái luôn. Anh em nào lười tìm ấy thì cứ vào trong đấy thôi. Thế còn hai con quái tí mình là anh nốt. Tiếp đến anh em chú ý cho mình về phần mèo thiên mệnh. Tính ra ấy, game này anh em cày mà có thời gian, ngày đầu anh em dồn ra 5.000 công rồi anh em chơi tiếp chắc chắn là sẽ ngon hơn rất là nhiều. Tại vì lúc đầu ấy, công anh em chỉ có vài k, 10k, 15k, có thêm 5k nó tăng thêm 1 phần 2 đến 1 phần 3 công rất là ngon luôn. Đây là này mình đến ngày thứ tư ấy mới dồn ra được công 3.000. Đó thì nó sẽ có hai loại, một là 3.000, hai là 5.000, và nó cũng có thêm phần trăm. Đây công 4%, 4,5%, 5%. Vé công chắc phải tầm 3-4 tháng trở lên mới ngon. Còn lúc đầu ấy, chỉ số là ok hơn. Đấy HP 30k, 50k, phần trăm 4% đến 5%. Bộ giáp 4% đến 5%. Bộ giáp 60 phải không? 60 này. HP 50k. Công 5k. Đây cho anh em xem luôn. Như con lưu bố mình 7 sao lưng lên level 201. HP 150k. Tức là nếu có dòng ở HP kia nó tăng thêm 1 phần 4. Công chỉ có 10k thôi mày, 10k thôi. Nó bằng 1 phần 2 chỉ số công. Và lúc đầu game anh em lưng lên level 100, 150 thì nó chênh cực cực kỳ nhiều luôn. Bên là về phần doanh tướng, nếu mà anh em rảnh ấy, có thể khô máu dồn ra 5.000 công rồi anh em chơi tiếp. Còn về phần mèo thiên mệnh này có nên đầu tư không? Cái này tùy thôi. Nhưng mà kiểu gì về sau anh em cũng phải đầu tư thôi. Tại vì dòng này khá là ngon. Lúc đầu game thì là dòng chỉ số, còn là về sau là dòng phần trăm. Theo mình nếu anh em đang có ít vàng thì anh em không cần reset. Còn nhiều nhiều tầm 10k anh em cứ làm mới, biết đâu hên hên ra dòng ở chỉ số lúc đầu là cực ngon luôn. Còn là về sau chỉ số nó bình thường nhưng mà phần trăm nó lại ngon. Tiếp đến anh em chú ý cho mình về phần quân đoàn. Quân đoàn này tốt nhất là anh em server vắng quá anh em gộp quân đoàn nó sẽ ngon hơn. Mình thấy ở server mình tính ra chỉ có 3 quân đoàn, à đâu, 2 quân đoàn là full người thôi, còn lại mỗi quân đoàn chỉ có vài người đến chục người. Ví như quân đoàn mình vừa vào ngày hôm nay đây có 10 em mạng, mình vào nay là có 10 thôi, vừa thêm một mạng. Anh em thiết kế quân đoàn mạnh ấy, để anh em đánh bốt quân đoàn. Bốt này quả tiêu diệt khá là cao,
Qua bảng xếp hạng ấy thì so với mấy game khác nó không nhiều. Nhiều game ấy quả tiêu diệt nó được tí thực tí gần như là không được bao nhiêu. Tính ra ấy, mấy game dạng này mà nó đập mạnh vào quả tiêu diệt cho anh em của quân đoàn ngon hơn là nó đập hết vào bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng chủ yếu là anh em top thôi. Còn cái như mình thì thích quả nó đập vào tiêu diệt cho quân đoàn ngon hơn. Còn về lưng huấn luyện này ấy, tốt nhất là lúc đầu anh em thiết kế chơi hai loại tướng thôi. Như mình là mình chơi chiến sĩ cộng với xạ thủ. Chiến sĩ hiện tại mình cho khống chế cộng với tank, nên là mình lưng full HP để lên 15 HP, tăng thêm 3.750 HP cộng với 3% HP. Đây lỏ mình đang lưng HP 26, công 20, tốc độ cộng với tỷ lệ bạo 10. Đây hiện tại mình đang lưng sát thương vật lý. Chắc mình sẽ lưng sát thương vật lý lên tầm level 6, level 7. Giờ mình lưng HP lên 30, xong mình lưng full công. Trong huấn luyện này anh em phải lưng lên 10 level ấy thì mới được lưng tiếp theo. Ví dụ như cái này muốn lên level 21 trở lên ấy thì mình phải lưng HP lên level 30. Nói chung á, nếu mà dồn đêm anh em dồn công cùng với sát thương. Và trong huấn luyện này lúc đầu anh em chơi mấy con sát thương vật lý nó ok hơn mấy con phép. Tại vì phép nó sau vật lý mà vật lý lưng lên 10 cũng khá lâu. Giờ chủ yếu đêm anh em phép thuật anh em phải lưng vật lý lên 10 rồi mới lưng phép thuật. Nếu mà anh em chơi vật lý anh em chỉ cần lưng vật lý thôi rồi anh em dồn mắc công. Xong mắc rồi anh em mới lưng mấy cái còn lại. Nói chung là về huấn luyện này mấy con tanh anh em dồn HP, còn mấy con công ấy thì anh em ưu tiên đêm. Tiếp đến anh em chú ý cho mình những mấy cái khiêu chiến mà dùng lệnh phù. Đó là cái ải cốt truyện cùng với gì nhỉ? Phó bản hay là chiến gì đấy. Đây, anh em khiêu chiến bốt thì nó sẽ cần vé thông hành Meowlin. Đây, nó là cái này. Một cái tốn 50. Về vé thông linh này mình nhớ anh em đi tính năng hoạt động gì nó cũng cho. Còn với trong chiến dịch, nó là cái đại chiến dịch góc năm dưới. Hỏa thiêu xích bích cộng với giả tập Kinh Châu. Và anh em lên level 70 thì nó mở uy chuẩn tiêu dao. Anh em sẽ được nguyên liệu thần binh. Về phần hỏa thiêu ấy mình nhớ mốc đầu là được 7 triệu xu. Mốc 2 là được 10 triệu. Mốc 3 là được 12 triệu rưỡi, khá nhiều. Về phần này nếu anh em mà được vào top top 3 ấy thì ngày 2 anh em càn quét map 1 tầm 20 đến 25 lần ok. Còn map 2 này ngày 4 anh em càn quét tầm xấp xỉ 10 lần. Nhưng mà anh em phải được vào top top 3 ít nhất là top 5 thì mới cần khô máu. Tại vì anh em mở được vào top 5 tháp là sẽ được thêm đây 5 giờ trước này bảng xếp hạng tháp. Đây chúc mừng bạn là hạng 5 server được thêm 500 vàng rất là ngon. Đây quà đánh bốt phó bản được 5.346 ngon. Và mình lưng luôn quân đoàn này. Giờ mình sẽ lưng mắc sát thương vật lý bên xạ thủ. Đây một lần lưng tăng thêm 0.5%. Mấy cái tăng sát thương này thì từ đầu game đến cuối game đều ngon. Đây mình đã lên 3% rồi. 1k dưới lưng bậc tiếp theo. Tức là mình sẽ lưng đến tầm level 10. Giờ mình lưng HP lên 30. Xong lưng công lên 30. Rồi mình lại lưng sát thương vật lý. À quên. Lưng sát thương vật lý thì mình phải lưng từ này lên level 20 mới được. Thế chắc là mình sẽ lưng max HP cộng với công. Rồi mình lưng lần lượt lên. Nói chung là game này cũng khá gì thôi. Lúc đầu game ấy anh em chỉ cần chú ý mấy cái cơ bản đấy cộng với phần tiệm thôi. Tiệm ấy đầu tiên mình sẽ nói về quà siêu xịn. Quà siêu xịn mình nhớ anh em lên level 30 hay 35 nó mở thì phải ấy. Đây đó là cái phần chiết khấu VIP. Tính ra game này anh em mở lên được tầm VIP 5 là ngon. Anh em mua giảm giá hàng tuần. Còn về tiệm này ấy, mấy nguyên liệu trận pháp thì tại mình chưa gió lên là tạm thời sẽ bỏ qua. Về vé quay anh em VIP 5 trở lên thì mua. Vé quay VIP 4 đầu game mua. Còn về xu chắc chắn là không mua rồi. Xu game này anh em về sau dư khá nhiều. Hiện tại mình dư 50 triệu. Và hôm nay mình còn tạch mấy mốc 8 triệu mây. Có thêm mấy mốc giờ phải lên 50-60 triệu. Còn về mấy nguyên liệu đá thần binh này, đợi sau anh em lên 6x mở thần binh có thể khô máu mua vài ngày cũng được.
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Và đầu game mình thấy tuần đầu anh em lên mua đan linh uẩn. Còn về phần xu ấy, nếu mà có mua anh em chỉ mua 2-3 nghèo thôi. Ngày mai mình thiếu một tí mình xúc luôn. Hôm nay tính là mình không mua xu, tại vì 1 triệu giờ nó không xin nhê. Còn về liên minh tệ này mình thấy anh em cày cứ mua 1-2 tuần đầu cho mình, để cho anh em xem luôn. À đúng rồi, về phần tướng ấy, thì mình thấy lúc đầu anh em dồn mắc cho quan chính nó ngon hơn. Mấy con phụ anh em chỉ cần cho level 151, còn tanh ấy thì anh em cho lên level 201 là được. Đây như mình ấy, mấy con lỏ phụ mình cho lên level 151, tanh mình cho lên level 201. Còn lại mình dồn mắc cho Chu Du lên level 288. Đây mấy con tôn kia này mới có level 125, văn sú có 125. Và game này anh em chú ý cho mình về phần thú cưới cộng với linh thú, để mình gọi là đá đi. Đá này khi mà anh em kích hoạt hai món thì nó sẽ thêm nội tại. Đấy là lý do vì sao nó tên là linh thú. Còn về trang bị này thì dòng nó không nhiều. Đây, anh em vào phần đồ dán mà ra hết. Kỹ năng 1 nó chỉ có 2, 4, 5, 9 loại thôi. Kỹ năng 2 cũng 9 loại. Nói chung là nó có 9 loại nhưng càng cao thì kỹ năng nó càng ngon. Về phần này ấy, mình nhớ nhầm nó chỉ có 2-3 loại dành cho anh em đêm thôi. Đây ví dụ như cái đầu tiên nó tăng tấn công cho con đêm này. Cái này chủ yếu là nó trong vòng 6 đến 10 giây thôi. Đây cái hai nó tăng kháng phép 6 giây. Tăng phá giáp 10% 6 giây. Đây chỉ có 6 giây thôi em ơi. Tăng tỉ lệ bạo cho anh em đêm. Khi bị sát thương vật lý có 15% tăng 10% giáp kéo dài 3 giây. Cái nó không có CD, tính ra anh em tanh xài là ok này. Khi bị sát thương phép có 25% kháng phép. Thế ra tanh xài cả hai loại là ngon luôn. Thường thường mấy loại tại này nó sẽ không còn dồn. Khi di chuyển HP có 15% khiến mục tiêu biến sát thương 8%. Cái này dành cho búp này. Khi gây sát thương có 10% tăng bản thân 15% tấn công. Kéo dài 4 giây. Tính ra mấy con mà sống ra anh em cho xài này ngon hơn là xài tấn công trong 6 giây. Và cuối cùng khi đánh thường có 45% khả năng nhận 10 điểm nộ khí. Cái này con nào xài cũng được. Nói chung là về thú cưới này thì dòng nó không nhiều. Chủ yếu là linh thú em ơi. Linh thú này dòng nó rất là rộng luôn. Đầu tiên anh em chú ý cho mình cái góc dưới linh phách điện. Cái này để anh em ghép lên sao cao. 2, 4, 5, 5 cái là sẽ được lên sao. Còn về dòng chỉ số nó khá nhiều mây. À nhầm. Nó là cái đồ giám linh thú. Anh em muốn biết dòng gì anh em click vào hỏi chấm. Đây. Như dòng đầu tiên khai chiến sẽ tăng cho bản thân và đồng đội trước sau 25% tốc độ đánh kéo dài 10 giây. Mà game này hàng dọc nó chỉ có 3 vị trí thôi. Nếu mà anh em để vị trí giữa thì nó sẽ búp cho con hàng sau và con hàng trước. Hàng trước thường anh em sẽ để con tanh. Nếu mà để mấy con đêm ấy thì bên địch nó sẽ phải để trống anh em mới để được. Nói chung để muốn kích hoạt cả trước cả sau thì cũng phải tùy trận nữa. Và muốn kích hoạt linh khí này nó sẽ cần thế lực cộng với mấn. Thế lực ấy là tăng HP. Còn mấn là tăng tốc độ. Mình nhớ con hàng chung mình đang kích hoạt cái loại tại này. Như đá vú cộng với đá mấn thì nó tăng hút máu. Một sao nó tăng 2% hút máu. Hai sao tăng 3,5%.
3 sao tăng 5%, 4 sao tăng 6,5% và 5 sao tăng 10%. Và về sau như nó có thêm mấy loại mới mày. Đây như cái thứ hai nhận 10% hút HP vật lý. Khi lượng HP tràn ra, Meo Linh sẽ nhận được lá chắn bằng 10% giới hạn HP bản thân. Khá là ngoan luôn. Nhưng mà linh ký này nó sẽ cần ở sáng phú lực cộng với sáng mấn. Cái sáng này chắc là lương từ 5 sao lên, mình đoán vậy mày. Hoặc là một loại đá nào khác. Nói chung là đầu game là không có, chủ yếu đầu game ấy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 loại thôi. Từ cái loại tối trở lên thì nó là loại tối mới sáng. Thì nó sẽ có hai dạng, tối cộng với sáng, cộng với loại thường. Nói chung là về mấy cái dòng nội tại này ấy, mấy con phụ anh em chọn mấy dòng nào mà nó búp cho team. Còn mấy con chính ấy, mình thấy anh em lên chọn hút máu trước. Đấy, ngày hôm nay anh em chú ý cho mình mấy cái bản đấy. Ok, mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em. Cuối video mà còn là gì cần nhắc hay là có gì thay đổi mình sẽ thêm sau. Turn us to thousands.